Sáng ngày 16 tháng 9 năm 2024, nhằm ngày 14 tháng 8 năm Giáp Thìn, Đại Đức Thích Tâm Trường, chủ trì chùa Hoằng Pháp cùng chư tôn đức tăng bổn tự long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng chùa Quảng Pháp tại ấp Thuận Tân, xã Truông Mích, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Đến chứng minh và tham dự buổi lễ, có sự hiện diện của Đại Đức Thích Tâm Trường, trụ trì chùa Hoằng Pháp, Đại Đức Thích Tâm Thạch, trụ trì chùa Quảng Pháp, chư tôn đức tăng bổn tự cùng quý Phật tử. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, sau khi cung thỉnh chư tôn đức quang lâm, đại chúng cùng tụng thời kinh cầu an, nguyện cầu công trình xây dựng được thuận lợi và sớm hoàn thành. Trong tương lai, nơi đây sẽ là bến đỗ tâm linh vững chắc để đồng bào Phật tử địa phương cũng như các tỉnh lân cận quay về nương tựa tu học, hướng đến xây dựng một xã hội phát triển cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Như chúng ta đã biết, lễ khởi công là một dự án hết sức quan trọng đối với cơ sở chùa Quảng Pháp do Đại Đức Thích Tâm Thạch trụ trì. Cơ sở được xây dựng trên một diện tích rộng 56.934 m², thuộc ấp Thuận Tân, xã Truông Mích, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Công trình sẽ được tiến hành xây dựng trong thời gian sắp tới. Lợi ích của công trình rất là to lớn đối với cộng đồng Phật tử tại khu vực tỉnh Tây Ninh cũng như là các khu vực lân cận, nhằm đáp ứng được nhu cầu tâm linh cho quý Phật tử có cơ hội được văn tập về chùa tu tập, và từ đó giúp cho bà con Phật tử hiểu hơn về lời Phật dạy, ứng dụng vào trong đời sống để giúp cho bản thân, lan tỏa cho người thân cũng như cho tất cả mọi người.